大家好，我是锤师。今天我们会学这个语音表，朗读恩，为了语音表，为了拼音，为了那个的啊，不是的啊âm này tiếng Việt không có thì chúng ta sẽ bật hơi lên hờ pa hô pa đánh dấu sao để các bạn biết được đánh dấu hoa thị để các bạn biết được là nó phát âm khác so với vị trí bên trên pa hô pa pe pa po pan pen pa pen pi pia pia pen pi pen po ping ping po po m thì vẫn là m của tiếng Việt ma mua này chúng ta khi phát âm ra cái âm o cuối cùng còn cách viết của tiếng Việt thì chúng ta là m o a nhưng mà khi chúng ta phát âm ra cái âm cuối cùng đó là âm o mua thì chúng ta sẽ viết là âm u o mua mua mơ ma mây mau mâu man mân ma mân mi miao mia tương tự như thế chữ mía của tiếng Việt thì chúng ta sẽ dùng mia ia này nhưng để phân biệt với các chữ khác thì chúng ta sẽ nói thành viết thành chữ ie chữ e phát ra cuối cùng mi e mia miêu mia mi minh mu phở là f phở tiếng Anh thì sẽ là phở tiếng Việt pha phô phê phô phan phân pha phong phu giờ là biến thành tờ của tiếng Việt ta giờ e có hai cách đọc là tơ và tưa tơ tưa ta tây tao tô tam tam tâm ví dụ tổng thêm dấu ha theo là tổng người đợi tâm tâm tu tu đây là lý do tại sao chúng ta phải viết là ie chữ o phát ra cuối cùng thì chúng ta sẽ viết là chữ o này tua 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 này tiếng Việt thì chúng ta sẽ là tua nhanh tua chậm ví dụ thế thì sẽ là chữ này nhưng mà để phát ra cái âm o của tua thì chúng ta lại biết thành chữ u o tua tuy toan tuân tờ thì biến thành thờ tha thưa than thao thâu than thang thông thùng thi theo thia tương tự như thế âm e phát ra âm e cuối cùng thì chúng ta sẽ viết là thờ i e còn tiếng Việt của chúng ta sẽ là chữ này thờ i a là chữ tiếng Việt ví dụ như là cái thìa này mà thiên thì sẽ có hai cách đọc là thiên và thiên thinh thu thua thuê thủa tiếng Việt tương tự như thế sẽ là cái chữ thủa này thì sẽ là u a chứ không phải là u o nhưng mà các bạn cứ viết là u o để các bạn nhớ là nó phát ra âm o cuối cùng thua và nếu không các bạn có thể viết thành chữ u a này được thuê thoan thân n vẫn là n của tiếng Việt các bạn bị vọng thì cố gắng sửa cái phần này
và L phân biệt rõ một tí. N, na, nơ, nai, nây, nao, nơ, na, nân, nam, nâng, nung, nung, nua, noan. Nui, trụ môi vào. Nui, nê, ni, nin, nhan.